được biết đến nhiều nhất trong truyền thông marketing, có lẽ bởi sức lan tỏa của nó. Theo định nghĩa thì quảng cáo là mọi hình thức truyền thông phi cá nhân và phải trả tiền để giới thiệu hoặc là quảng bá ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ. Phi cá nhân được hiểu đó là hướng tới số đông tại cùng một thời điểm hơn là nhắm đến cá nhân. Phải trả tiền có thể được hiểu đó là chúng ta phải mất phí để mua không gian, tức là vị trí, và thời gian, tức là thời lượng hiển thị trên các phương tiện đại chúng như là trên truyền hình, trên báo đài, tạp chí, không gian bên ngoài và internet. Một đặc điểm nữa của quảng cáo đó là nó thường mang tính chất một chiều. Người xem thì ít có cơ hội phản hồi hay là nhận hồi đáp ngay lập tức và thường xem dưới dạng bị động. Quảng cáo thường mang mục đích chính đó là thu hút sự chú ý của người xem, nên chúng ta thường thấy nội dung quảng cáo thường hay nói phóng đại lên, nói quá lên một vấn đề nào đó để đáp ứng được mục đích này. Do đó thì các nội dung quảng cáo luôn cần có sự sáng tạo mới lạ để khiến người dùng chú ý và để ý tới. Vai trò của quảng cáo thì so với các công cụ khác trong IMC, quảng cáo thường dùng để gợi nhớ, tăng giá trị cảm nhận và thúc đẩy hành vi. Vai trò của nó không phải là khiến khách hàng mua hàng ngay lập tức, mà nó làm cho họ muốn mua. Hiểu lầm vai trò này của quảng cáo thì chúng ta rất dễ dàng ngộ nhận quảng cáo là một cây đũa thần, có thể làm được tất cả mọi thứ, khiến cho các hoạt động truyền thông trở nên không hiệu quả. Điển hình là phong trào đua nhau làm viral clip của các nhãn hàng hiện nay. Nói đến quảng cáo thì không thể không nhắc đến PR. Anh bạn kế vai sát cánh khi làm truyền thông và cũng thường bị đánh đồng, nhầm lẫn với việc quảng cáo. Nói về ngành PR thì rất là rộng, bởi vì PR tức là Public Relations, là quản trị công chúng, là việc doanh nghiệp xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhóm công chúng, còn việc xây dựng hình ảnh công ty tốt và xử lý được hoặc là điều hướng được những thông tin, những tin đồn, những câu chuyện hoặc là những sự kiện không thuận lợi. Các nhóm công chúng và doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ tốt ở đây là chính là quan hệ với chính phủ. Chúng ta phải tuân thủ các yêu cầu về pháp lý để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội. Quan hệ với các đối tác như là nhà cung cấp, những đối thủ cạnh tranh hay là các doanh nghiệp liên quan. Quan hệ với nhóm khách hàng mà công ty đang cung cấp sản phẩm dịch vụ. Quan hệ với cộng đồng là việc xây dựng hình ảnh thương hiệu với cộng đồng địa phương hoặc là cộng đồng ngành nơi mà công ty đang hoạt động. Quan hệ với truyền thông đó là việc tạo dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông báo chí để đảm bảo một hình ảnh thương hiệu nhất quán trên các phương tiện truyền thông. Quan hệ với những người có ảnh hưởng nhằm có thể vận dụng họ như một kênh truyền thông hiệu quả. Đó là quan hệ với những người nổi tiếng. Truyền thông nội bộ, truyền thông tới các nhân viên của công ty và các đối tác về hình ảnh và thương hiệu của công ty nhằm xây dựng văn hóa và sự gắn kết. Cuối cùng đó là xử lý khủng hoảng truyền thông, những thông tin trái chiều, những câu chuyện bất lợi ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, đến danh tiếng của công ty thì chúng ta cũng cần phải giải quyết. Và trong khuôn khổ của khóa học này thì chúng ta sẽ đứng với góc nhìn đó là dùng PR làm công cụ truyền thông trong marketing. Do đó thì chúng ta sẽ bó hẹp được PR, đó là việc chúng ta sẽ chỉ sử dụng PR để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng của doanh nghiệp, đó là Customer Relation. Và để hướng tới hoạt động này thì PR sẽ sử dụng một số công cụ như là tổ chức sự kiện, các chương trình tài trợ hay là các triển lãm để nói thêm về sản phẩm, và đây là các sự kiện tự nguyện của doanh nghiệp. Hoặc có thể đăng tải trên các phương tiện truyền thông các thông tin tốt, những câu chuyện mang tính tích cực về doanh nghiệp, về các sản phẩm, dịch vụ. Rồi có thể tổ chức các hoạt động thu hút sự ủng hộ từ phía cộng đồng địa phương, như là tài trợ sự kiện, các hoạt động của địa phương, hỗ trợ xây dựng và phát triển địa phương, qua đó thì gián tiếp xây dựng một hình ảnh doanh nghiệp đáng tin cậy và uy tín trong mắt của khách hàng. Cuối cùng, ta có thể thực hiện các hoạt động cộng đồng trách nhiệm đối với xã hội. Mục tiêu của các hoạt động này đó là để nhằm cải thiện môi trường xã hội nơi bạn đang kinh doanh và tạo dựng được sự uy tín tốt với công ty về trách nhiệm của xã hội. Nó cũng gián tiếp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đáng tin cậy hơn, uy tín hơn cho mắt khách hàng. Cũng giống như quảng cáo thì vai trò PR đó là các hoạt động PR thì không giúp chúng ta bán được hàng ngay, mà nó như là chất xúc tác bôi trên mọi hoạt động truyền thông marketing. Nó khiến khách hàng cảm thấy tin tưởng hơn và gián tiếp thúc đẩy hành vi mua hàng của họ.